Rồi, đây là biểu tượng cái mic, cái microphone của mình, được chưa? Khi thầy đang nói nè, đây âm thanh đang thu nè, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Khi mà mình muốn nói thì cái hình cái mic của mình sẽ sáng như thế này, được chưa? Và khi không nói mình sẽ tắt. Rồi. Ok, được chưa ha? Phương Mai. Phương Mai. Dạ tớ. Ok. Kim Ngân. Dạ có. Ok. Bích Ngọc. Yes. Ok. And Gia Hưng. Yes. Gia Hưng. Yes. Okay. Perfect. So there are only four of you. Let's learn now. Rồi, hôm trước thì mình thầy nhớ không nào các bạn đã kiểm tra rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái unit mới, unit 6. Going places. Vocabulary and listening in town. Rồi, chú ý nha. Khi bạn nào thầy mời các bạn đó thì bọn nó sẽ mở cái mic của mình. Và sau khi đó, sau khi tới bạn khác, bạn sẽ chủ động tắt mic cho thầy như thế này nha. Đừng thấy ồn cho các bạn khác, được chưa? Rồi, ok, Phương Mai. Yes. Can you see the screen here? Can you see it? Em có thấy được cái màn hình của thầy show ở đây không? Thấy. Ok, this is a picture of a town. In town we have many places. And in this town we have, let's see. You can describe a town with some places here. For example, art gallery. Art gallery. Where is it? Seventeen. Art gallery là gì nhỉ, Phương Mai nhỉ? Dạ là gì? Triển lãm nghệ thuật. Yes. Bank. Bank. Phương Mai. Ngân hàng. Bank. Ủa, vậy thì River Bank là cái ngân hàng dòng sông à? River Bank là gì nhỉ? Ngân hàng. À, cái bank còn có nghĩa là cái bờ của dòng sông nha. Tụi Mai nha. Cái bờ của dòng sông. River Bank là cái bờ sông. Được chưa? Nhớ nha. Rồi, the next word. Bus stop. Bus stop. Phương Mai. Yes. Bus stop. You know bus stop? Bus stop là có nghĩa là trạm xe buýt. Okay, car park. And you know all of them, I think so. So, now can you tell me the number? Where is it? Art gallery. Where is it here? Where is it? Number 4? Or number 5? Art. Hello, hello. À, thầy hướng dẫn bạn Quỳnh tắt cái mic giùm em cái rồi mình dạy tiếp nha thầy. Thầy có bạn mới. Bạn Quỳnh, ok rồi. Rồi, các bạn nhìn đây nha. Rồi, đây là cái mic của mình. Được chưa? Đây. Cái con trỏ chuột của thầy đang nằm ở trong cái mic này. Khi mình muốn nói, mình bật cho nó sáng lên như thế này. Nó đang màu trắng thì mình có thể nói được nha. Còn khi mà có hình gạch chéo nè là mình không thể nói được. Chưa? Đó, thầy vừa tắt cái mic của thầy nên thầy nói các bạn không nghe đúng không? Đây, khi mà hình màu trắng là mình đang show cái mic của mình. Đang bật cái mic của mình. Cái hình video này đang màu trắng nó có nghĩa là mình đang share cái video với mọi người. Mọi người có thể thấy mặt của mình, được chưa? Và khi thầy gọi các bạn thì linh động nha. Gọi đến ai thì
Rồi ai ở đây nhỉ? Ở đây là Hà Giang à? Hà Giang. Dạ con đây. Long time no see. Yes. Ok. Rồi đúng rồi đó. Khi thầy gọi tên là mình cứ bật mic lên và mình nói thôi nha. That's good. Rồi, thầy quay lại màn hình mình đang dạy nha. Rồi, Phương Mai. Yes. So, where is art gallery? Twelve. Yes. Yes, I think so. So, Bảo Vy, thank you, Phương Mai. Bảo Vy, are you there? Yes. Okay. Yes. Bảo Vy, you're here. Bảo Vy hôm nay vào trễ đúng không, Bảo Vy? Dạ, tại vì em không biết cách vô bởi vô trễ. Rồi, mình không biết vô, mình tranh thủ vô sớm chứ nha. Rồi. Where is the bank? Where is the bank? The bank. Number... Where is it? The bank is number... Khi ngân hàng mình nghĩ đến gì nhỉ? Number 9. Dạ, ngân hàng nghĩ đến tiền đúng không? Mình nhìn tiền nằm ở đâu nhỉ? Number? Number 9. Number 9, yes. Rồi nhớ nè. Bank, chứ không phải là bank, được chưa? Bank, bank, bank. Bang. Đúng rồi, cái chữ B mà không có bật đó nha, không có đọc âm gió nha. Bang. Yeah. Bang bình thường thôi nha, giống như là ba 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 bang. Ha. Rồi. Ok. Thank you. Kim Ngân. Yes. Where is the bus stop? Where is the bus stop. Bus stop. Đâu rồi, mình đánh đâu. The bus stop. Bus stop bây giờ number 18. Yes. Bus stop. It's quite small, but you still see it. Very good. Thank you, Ngân. Gia Hân. Yes. Where is the car park? Where is the car park? Car park is number 7. 7. So the letter P here, what is it? P? Chữ P ở đây chỉ là ký hiệu của gì nhỉ? Hân nhỉ? Rồi chữ P này ký hiệu của chữ parking nha. Parking. Đậu xe, được chưa? Parking here. Rồi. Bích Ngọc. Yes. So, where is the church? The church is number 2. Number 2. That's good. Thank you. Khang. Cái anh chàng Khang của lớp mình đâu rồi nhỉ? Where is he? Khang đó nhỉ? Khang is absent đúng không? Tiếp tục nha. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên is absent luôn hả? Rồi Anh Thư. Khi thì gọi tên bạn nào bạn nói chủ động mở mic lên cho thầy nha. Tự động nói nha. Anh Thư absent luôn nha. Hà Giang. Dạ. Ok. Hà Giang. So tell me the position. Where is it? Where is the cinema? The cinema is number 1. Number 1. Yeah, that's so easy. Come on, one more. Where is the concert hall? The concert hall is number 15. 15, yeah. It's also easy. Where is the leisure center? The leisure center is number 14. 14, where is it? Yes. Where is the library? The library is number 6. Number 6? Yeah, there's a book here. Okay, thank you. Hoài An. Hoài An.
Why aren't you not here? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ở đây vậy ở đây trên lớp mình chỉ có 4, 6 bạn hôm nay thôi nha. Rồi, come back. Phương Mai. Phương Mai. Hello. Yes. So, tell me where is the museum? Number 11. 11? Yeah, Science Museum. Where is the park? Phương Mai, where is the park? Number 16. Number 16, yes, good. Thank you. Bảo Vy? Yes. The police station, where is it? The police station is number 13. 13, yeah, 13 police station. Where is the post office? Post office is number 5. No, no. Number 17. 17, yeah, that's good. That's good. Okay, and Kim Ngân, thank you, Kim Ngân. Yes. Where is the shopping center? Shopping center is number 10. Number 10. Yes. Yes, I'm back here. Well, so where is the theater? Theater is number 8. Number 8. Yes. Okay. Thank you. Yahoo. Yes. Can you tell me where is information center? Number 5. 5. Where's number 5? Yeah. Yes. Okay. So, where is the town hall? Town hall is number 3. Yeah. There's a word town hall here. Town hall là cái gì nhỉ? Hơn nhỉ? Town hall. Dạ hơn. Dạ hơn. Yes. Can you hear me? What does it mean town hall? Nếu mà mình không biết, nó không biết, thầy sẽ giải thích ra hơn, cái gì đâu nha. Mình đừng có ngại ngùng không nói nha. Say anything. If you don't say, just say I don't know. Right. Okay. Town hall là cái hội trường, được chưa? Cái hội trường của thành phố, của thị trấn nha, được chưa? Hội trường nha. Rồi, mình ghi vào tập nó lại nha. Rồi, train station. Bích Ngọc, train station, where is it? Train station is number 4. Train station number 4. Yes, train station. Yeah, okay. So, where are you in the picture? Ngọc? I'm not there. Where are you in the picture? You are... I'm not there. You are road. You see my mouse here? You are here. You are down the street. You see it? Okay. And okay. Let's move to two. All right. Rồi, hãy sẽ đọc lại một lần nữa và nói nghĩa từng từ cho các bạn nghe một lần nữa nha. Rồi. Art gallery. Rồi, nơi triển lãm nghệ thuật ha. Bank. Ngân hàng hoặc là một cái bờ sông, river bank ở bờ sông. Bus stop. Ở chỗ trạm chờ xe buýt nha. Rồi, car park, cái chỗ đậu xe hơi. It's here, 7. Church, nhà thờ ha. Rồi, cinema, đọc chiếc phim ở đây. Concert hall. Concert hall, where is it? It's 15. Leisure center. Rồi, concert hall. Rồi, cái hội trường
chiếu những cái vở nhạc kịch ha. Rồi. Leisure Center. Trung tâm giải trí, được chưa? Sinh hoạt chung ha, thể thao ở đây. Library, thư viện. Six, museum. Rồi. Bảo tàng. Park, công viên ở đây. 16. Police station, đồn cảnh sát ở đây. Post office, bưu điện ở đây. Shopping center. Rồi cái chữ này người ta ghi là center. Mình cứ đọc là center nha, center, center. Đừng có đọc là center nha. Tại cái viết này cũng như là chữ R này nó nằm sau chữ Y hoặc là trước chữ Y cũng là như nhau thôi nha. Rồi, shopping center. Được chưa? Shopping center, chữ này gốc Anh nó viết theo kiểu này nha. Okay. Shopping center. Trung tâm mua sắm is number 10. Theater. Rồi. Nhà kịch ở đây. 8. Tourist Information Center. Rồi quầy thông tin du lịch ở đây ha, hướng dẫn thông tin du lịch ở đây. Town Hall là hội trường thành phố. Hội trường của thị trấn ở đây. Train Station. Nhà ga ở đây. Đây chưa? Train Station. And you are here. You are going to listen. So where do you go here? Listen. Right. Listen and identify the 12 places in town. Rồi, mình có những cái này nha. Now you listen. Listen, 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 listen. Listen. Rồi. Here. Rồi, để mà các bạn nghe tốt nhất thì sẽ tắt mic nha. Thầy mở cho các bạn nghe nha. Listen. Một số 3 này. Listen and identify the 12 places in town. Rồi, nhận diện ra 12 cái chỗ trong thị trấn này. Nào, vị trí nào nha. Rồi. One. Now listen, thầy cho nghe 2 lần nhé, sau đó sẽ hỏi đáp án nha. Và các bạn phải viết đáp án của mình ra. Hello. Các bạn phải viết ra giống như thế này. Giống như thầy có cuốn tập ở đây, được chưa? Các bạn phải viết ra. À, nếu mà one mình nghe được là cái gì, mình viết ra, viết ra, viết ra. Sau đó thầy sẽ hỏi lại. Alright. Không có bạn nào hãy nhớ hết được đâu, được chưa? Nhớ nha. Thì thầy nghe thầy cũng phải viết vào. Ok. Now let's have competition. Thi đấu nha. Let's go. Thầy start mic để cho các bạn nghe được tốt nhất nha. À, xin lỗi các bạn nha. Thầy nhận thấy có bạn nào vẫn chưa tắt mic của mình. Không biết là bạn nào nha. Ừ, hỏi em. Chờ em xíu. Rồi, ok, em chào. Hello. Who's new? Rồi, em mở cái mic đây nè, cái hình cái mic anh em. Em mở cho nó hình biến hình màu trắng là em nói được nha. Này là cái mic này nha. Rồi, em thấy cái mic chưa? Mở nó hình màu trắng là đang nói được nha. Còn khi mà nó hình gạch chéo như thế này là không nói được. Rồi. Everyone, rồi tất cả các bạn đều tắt mic, được chưa? Thầy sẽ tắt mic của mình luôn. Và mình cùng nghe nha. Listen. Lấy tập hoặc là tờ giấy ra, make note giùm thầy, được chưa? Khi mà listen. Alright. Rồi, người ta sẽ nói về những cái địa điểm này. Theo thứ tự từ 1 cho đến 12. From 1 Remember. Lesson 6A, Exercise 3. 1. Good afternoon. This is my first day in this town. Can you give me some information about the town, please? What can I do here? Well, there are lots of things to do here. Here is a map of the town. Thanks. 2. Two tickets for the swimming pool, please. Are you under 16? No. That's £8, please. 3. I want to send this letter to France. How much is it? 68p, please. 4.
Now let us sing hymn number 210, The Lord is My Shepherd. Five. Oh, Romeo, Romeo, wherefore who's that? Art thou, Juliet, now shh! Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not. Six. Is that a number 48? No, it's 45, but we can catch the 45 and change at St. Michael's Street. Okay, let's get on. Seven. Excuse me, have you got The Golden Compass by Philip Pullman? Yes, that's a very popular book. It's on the shelf over there. Eight. When's the next train to Cambridge, please? 4:45 from platform 6. Thanks. Nine. I like this painting. Why? I like the mountains in the background and the animals in the foreground. They aren't animals, they're people. Oh. Ten. Eleven. How much is it? It's £2 for 1 hour and £3 for 2 hours. Okay, let's have 2 hours. Twelve. Can I change these euros into pounds, please? Certainly. 150 euros. That comes to £127.15. Here you are. Ok, rồi, các bạn có thể nghe, muốn nghe một lần nữa không nhỉ? Hà Giang, one more time or finished? Hà Giang? Yes. One more time or are you finished already? Finished. Oh, finished. That's great. All right. Ask someone else. Gia Hân? Yes. Are you finished? Finished. All right. That's good. Rồi, phải không bạn nào cần thêm đúng không? Cái tên chữ C này là ai đây nhỉ? Bạn nào đây nhỉ? Chữ C này. Cái tên chữ C này là ai nhỉ? 1, 2, 3, 4, 4 plus 3, 7, 7, 7. Hồi nãy bạn nào mới vô? Hà Giang, hồi nãy bạn nào mới vô vậy Hà Giang? Hoài An thầy ơi. Hoài An, ok. Rồi. Bây giờ mình bắn ba bạn 1, 2, 3. 3 are missing. Ok, rồi bây giờ thầy rồi các bạn làm hết chưa nhỉ? Để xem. Hà Giang. Yes. So, one, where is it? One. I think it's a... Từ từ thầy ơi. Tourist Information Center. Yes, good. Two. Two is... Leisure Center. Sorry? Leisure Center? Yes. Three. I think it's a... Post office? Sorry, post office? Yeah. Maybe they are right. Okay, thank you. Phu Mai? Yes? Four. What is it? It's a church. A church, yeah. Five? It's a cinema. Cinema. Six? It's a post office.
bus stop. I remember a theater is somewhere here. Let's check it out later, right? Chúng ta sau nha. 7. Hoài An. Yes. Rồi, Hoài An có nghe được toàn bộ cái bài listening không nhỉ? Dạ có. Ok, rồi, thầy hỏi nha. 7, where is it? I think it's a library. Library. Yes, and they asked something about the books, where the book on the shelf, right? Yeah. 8. Train station. 8. Train station? The platform. Yeah, something like that. 9. Number 9. Art gallery. Art gallery. Okay, thank you. Rồi sau khi hỏi thì các bạn sẽ sơ đoán cho các bạn coi nha. Rồi, Bảo Vy, 10. I think it's a horse's hall. Horse's hall. Sorry. Concert. Yeah, concert. Concert. Yeah, listen. Concert. 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 Chứ không phải là concert nha. Concert. Concert. Hall. Concert hall. Rồi cái chữ hall mày đọc giống như là chữ bo thì này là hall được chưa? Concert hall. Concert hall. Okay. 11. I think it's pan. Sorry. Pan. Bank. Bank. Em nói ngân hàng đúng không? Yeah. À, cái chữ này vẫn misspell rồi ha. Đọc lại nè. Mispronounce rồi. Cái này nè. Đọc lại nè. Bank. 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 Ok, rất tốt đấy. Yeah, 12. It's a post office. Post office. Rồi, vậy thì mình có hai cái post office ở đây đúng chưa? Một cái của Hà Giang, một cái của Bảo Vy nữa chưa? Let's check it out. Xem nha. See the answer. Yes, here. Tourist information office. This is the center post office. Đúng. Church. Theater. Rồi, nãy là theater, chứ không phải là cinema nha. Nãy nó số 5 nha. Rồi. Bus stop. Good. Library. Translation. Art gallery. Concert hall. Rồi, 11 đó là car park. À, nãy chắc là Bảo Vy ghi lộn ha. 11 là car park. Và cái 12 là bank. Được chưa? Chắc nãy làm ghi nhầm nữa ha. Rồi, các bạn check đáp án lại và sửa lại cho thầy nha. Thank you. Now, we move next. Rồi, bây giờ nè. March the directions with the pictures. Then listen, repeat and check. Rồi, nghe coi những chữ này tương ứng với cái hình nào nha. Cái này có thể là khỏi nghe mình cũng có thể đoán được. Rồi thầy đọc trước nha. Go straight on. Go straight on. Okay. B. Take the first left. Take the first left. Alright. Take the first left. Yeah. C. Take the second right. Take the second right. Second on your right. Yeah. And D. Go past the church. Go past the church. Mean you go over it. Rồi, nghĩa nha. Rồi, các bạn listen không nhỉ? Mình match trước để đã ha. Rồi, mình listen. Ok. Các bạn các bạn này có sách rồi đúng không? Bây giờ mình cứ match hoặc mà ghi vào ví dụ ngay với hình số 1 mình ghi là A. Được chưa? 1A, 2B, 3C, 4D chẳng hạn. Được chưa? Sau đó mình check lại. Vậy thầy cho nghe để mà sửa lại đáp án. Được chưa? Có thể là các bạn đều có thể nghe hết rồi và biết hết sẵn rồi nha. Mình vẫn phải listen again and check it. Lesson 6A, Exercise 4. 1. Take the second right. 2. Go straight on.
3. Take the first left. 4. Go past the church. Okay, that's easy. And now I ask you something. Kim Ngân? Yes. So, 1. What is it? 1. 1 is C. Take the second right. Take the second right là cái chỗ là quẹo bên chỗ bên phải. Bên phải bên cái chỗ thứ hai đúng không? Thứ hai. Okay. Yeah. Yes. Good. Thank you. Dạ hơn. Yes. 2. Number 2 is A. Go straight on. Rồi mình nghe thầy nói nè. Go straight on. Go straight on. Go straight on. Go straight on, straight on, straight on, được chưa? Mình lướt qua luôn, không có go straight on, được chưa? Go straight on, go straight on, được chưa? Chưa là nhẹ ha. Thử lại với hơn, go straight on. Go straight on. Go straight on, straight on, giống cái đờ vậy ha. Go straight on, cái team nói qua nha. Go straight on. Again, go straight on. Go straight on. Okay, good. 3. Bích Ngọc. Take the first left. Yeah, that's good. Take the first left là gì nhỉ? Là quẹo cái đường bên trái đầu tiên. À, cái chỗ quẹo trái đầu tiên là quẹo luôn. Đúng chưa? Chứ không có chờ chỗ quẹo trái thứ hai này chưa? Okay. Yeah. That's good. Thank you. Hoàng. Yes. 4. D. Go past the church. Go past the church là có nghĩa là chạy đúng không? Tới đó mình gặp cái nhà thờ chạy qua luôn, chứ không có ngừng lại chỗ đó, không có quẹo ra gì hết. Qua luôn ha. Go past the church. Okay, that's easy for you, think so. And now, let's move on to the next part. Rồi, bây giờ mình nhìn vào cái bản đồ số 1 này. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đoán coi họ người ta đi đâu nè. You are here. Các bạn thấy chưa? Mình ở chỗ across này nè, chỗ dấu gạch này nè ha. Cross, you cross here. Đây mình ở đây nha. Rồi. Where do the people want to go? Câu chuyện số 1 là I'm here. I want to go past the library, then take the first left and it's on your right. Đó là cái park chẳng hạn như vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe nha. Rồi thì tắt mic cho bạn nghe một lần và mình make note lại. Được chưa? Let's get ready. Lesson 6A. Exercise 5. 1. Excuse me, can you direct me to the... Sure. Go straight on, take the first right and go past the theatre. It's on your left, opposite the train station. 2. Excuse me, can you direct me to the... Yes, of course. Go straight on, take the second left, and it's on your left, next to the art gallery. 3. Excuse me, direct me to the... Yes, go straight on, take the second right, go past the leisure centre, and it's on your left, opposite the museum. 4. Excuse me, can you direct me to the... Sure. Go straight on, take the first left, and it's on your left, next to the church. 5. Excuse me, can you direct me to the... Yes. Go straight on, go past the car park,
and it's on your right, opposite the park. Okay, Haiyang, are you ready again? Yes. Okay, now tell me, number one, where is it? Number one is a bank. A bank. The bank, yes. Not the bank, chứ phải là a bank nha. Bởi vì cái địa điểm mình muốn xác định đến rồi. The bank. Okay, number two. Number two is police station. Police station, good. Three. Number three is, I think it's a concert hall. Concert, chứ phải là concert, được chưa? Concert. Concert. Right. Concert hall, yes, good. Four. I think it's a cinema. The cinema. The cinema. The cinema. Cinema. And number five. Post office. Post office. Good. Well done. Okay, I give you one candy for the all five correct answers. Okay, you see here. The candy is available here. Yeah, this is for you. You see, Haiyang? Yes. Okay, I keep it for you and I'll eat it for you. okay, thank you. And now we move next to the next part. Rồi, các bạn lật vào phần vocabulary builder. Trang 136 để mình giải quyết tất cả những cái bài còn lại nha. Part 1, part 2. Okay, rồi. Part 1, part 2, vocabulary builder. Trang 136 nha. Page 136. Okay, that's here. Part 1, part 2. Right. Rồi, các bạn lật sang như thầy nha. Rồi, ở đây thì it's easy. Just all things we've learned. Here. Rồi, có từ nào mới không nha? Rồi, có chữ nào mới thì các bạn chủ động tự mở mic và hỏi thầy, được chưa? Any new word here from the highlight word? Art gallery, bank, bus stop, car park, church, cinema, concert hall, leisure center, library, museum, park, police station, post office, shopping center, theater, tourist information center, town hall, train station. Oh, they are all the new words. Oh, they are all the words that we've learned already. And now, I want to ask you in order, and you take it, make it quick, alright? One, Phu Mai, you can swim and do sport at a... leisure. Okay, Bảo Vy, you can look at famous paintings at a... leisure art gallery. Art gallery. Art gallery. Art gallery. 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 Yes. Art gallery. Art gallery. No, no. Three sounds. Ba âm ấy nha. Nghe nè. Art gallery. 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 Yes. Đúng rồi đó. Art. Art gallery. Gallery. Cái chữ lời giữa nhẹ đó nha. Art gallery. Art gallery. Yes. Say thank you. Art. Kim Ngân, you can keep your money in a... money. You can keep your money in a bank. Okay. Four. Gia Hân. You can catch a bus at a bus stop. Bus stop. Good. Rồi. Cho nên mình nói luôn nha. You can catch a bus. Catch a bus. Catch a. Catch a. Catch a bus. Được chưa? You can catch a bus at a bus stop. Good. Five. Bích Ngọc. You can listen to music in a concert hall. Concert hall. Good. Six. Hà Giang. You can see interesting and very old thing at a museum. At a museum. Okay. Hoài An. Seven. You can speak to a police official at the police station. Good.
you can watch a film at Phương Mai. I watch a film at the cinema. Okay, good. Bảo Vy, 9. You can catch a train at the train station. Rồi, nãy nói sao? Catch a train. Okay, nè, nghe nè. Catch a train, không catchers gì hết nha. Catch a, không có s gì ở sau hết. You can catch a train at a train station. That's good. Kim Ngân, 10. You can buy them at a box office. Good. 11. Yeah. You can see a play at a theater. Theater. Good. 12. Bích Ngọc. You can find lots of different shops in a shopping center. Yes. 13. Hà Giang. You can find out about place in a town at a town hall. At a town hall. Town hall. Yes. Sorry. You can find out about places in the town at the town hall. Cái này đúng không nhỉ? Mình có thể là ở tourist information center được không ta? Hà Giang. Dạ. Cái đó mình chọn là Tourist Information Center được không? Dạ không. Sao vậy nhỉ? Tại vì con nghĩ là nếu mà liên quan tới thị trấn thì hãy vào cái hội trường để biết nhiều hơn. À. Chứ cái kia đâu liên quan đâu thầy. À. Cái chỗ kia là cũng là cái địa điểm hướng dẫn mình nha. Ví dụ như là mình không biết đi đâu hoặc địa điểm nó nằm ở đâu, mình có thể đến là Tourist Information hỏi nha. Rồi. Ok. Từ. Ai chụp hình cái gì đây? Oh, come on. let's move back. Rồi. 14. Hoàng. You can borrow a book from a library. Nghe này, có gì đó bất ổn nha. Listen. You can borrow a book from a library. Được chưa? Không có borrow nha. Borrow. Borrow. You can borrow. Library. Okay. that's almost. Okay, thank you. Phương Mai. 15. You can go for a walk with your dog in a park. In a park, yes. 16, Bảo Vy. You can in the car park. Car park, okay. You can leave your car in a car park. Yes, that's for sure. And 17, Kim Ngân. You can get married in a church or at a town hall. You can get married in a church or at a town hall. Church or town hall. Yes, rồi, thấy chưa? Về chỗ này. Hello Hà Giang. Yes. Rồi, vậy thì cái town hall nó nằm ở cái 17, em thấy chưa? Con nghĩ là cái khác đó hả? Rồi, còn cái câu 13 của mình hồi nãy là cái Tourist Information Center, nó sẽ hợp lý hơn nha. Nó vẫn thầy đúng. Thầy thử mở cái đáp án đi thầy. Ok. Sure. You see? 13.
tourist information affix, được chưa? Vâng. Okay. Rồi. Behind, between, near, next to, opposite. Yeah. Let's skip it. Let's skip it, right? Yeah, this is for speaking. We have no. Rồi. Excuse me, what? Ai rồi nhỉ? Rồi, để hãy xem nha. 1, 2, 3, 4, 7. 7, ở đây có ai nhỉ? Ok. Vi khỏi hả? Rồi, để lát thì gọi lại sau nha. Có thể là bạn gặp cái nói kém mà Vi out rồi đấy. Rồi, mình quay lại nha. The last part. Extension, phần mở rộng của cái những từ vựng và collocations. Chưa? Rồi, mình sẽ những cái từ sẽ đi với nhau những cặp từ gọi là collocations. Ví dụ như là go fishing, go for a walk chẳng hạn. Rồi, mình sẽ match A and B, column A to column B to create a collocation. Right? Rồi, ví dụ thì làm mẫu câu nha. Catch a train. Catch a train. Catch a train. Được chưa? Catch a train. À, đón tàu, bắt tàu ha. Catch a train. Rồi, ví dụ như catch a train là bắt được tàu, đúng chưa? Còn ví dụ mình bỏ lỡ chuyến tàu mình trễ thì mình gọi là miss a train. Miss a train, được chưa? Hoặc là catch a bus. Miss a bus. Alright. Rồi. One. Rồi, mình nói cái này trước với nhau cái đã ha. Rồi, Hoài An. Yes. Catch. Cut a train. Send a letter. Letter, chứ không phải là letter. 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 Letter, hoặc là letter. Send a letter. Park. Park a car. Yeah. Visit. Visit a museum. A museum. Order. Order a pizza. A pizza. Order a pizza. Right, okay, that's good. Thank you. Rồi, Phương Mai. A and B. Ở đây bên này nha. Phương Mai. Yes. Go for a walk. A walk. A walk, chứ không phải là a work nha. A walk. Walk. Được chưa? Go to a nightclub. A nightclub. Club chứ không phải là club nha. Chứ không phải hay nói là a beer club hay là club gì đó. Không phải nha. Nightclub. Âm ớ nha. Club. Club. Nightclub. Được chưa? Lại này. Go to a nightclub. Go to a nightclub. Club. Club. Rồi, ấm ớ nha. Rồi, leave. Leave a message. Leave a message. 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 Rồi, ví dụ mình hỏi ai đó, mình gọi ai đó không nghe máy ha. Người ta sẽ nói, oh, please leave a message and call later. Để lại lời nhắn nha. Leave a message. Để lại lời nhắn hoặc lời thoại gì đấy. Ha. Rồi, chat to a friend. Chat to a friend. Watch. Watch a film. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Rồi bây giờ mình làm cái câu này thứ tự nha, làm nhanh nha. Bảo Vy, you can. I quên Vy out rồi đúng không? Kim Ngân. Yes. You can. You can catch a train to Scotland, or you can go by car. Yeah, you can catch a train to Scotland, or you can go by car. Yes. Two. Em làm luôn ấy. Kim Ngân, two. Can I order pizza, please? Sure. Do you want tomato and cheese or ham? Okay. Can I order a pizza? Can I order a pizza, please? Rồi, okay, good. Thank you. Dạ hơn.
3 and 4. You can't park a car in the town center. Use the car park outside the town and get into the town center. Okay, perfect. 4. Mike is on the phone. He's chatting a friend. He's chatting to a friend. Rồi, he chatting ở đây có nghĩa là nói chuyện phím ha, nói chuyện tán gẫu đó chứ không phải là ngồi nhắn tin mà chat nha. Được chưa? He chatting to a friend có nghĩa là đang nói chuyện. Được chưa? Okay, good. 5 and 6. Bích Ngọc. Let's watch the film at the cinema this evening. 6. Sam usually goes to a nightclub on Friday evening and dances with her friends. Yeah, nightclubs and dances there. Okay, 7 and 8. Hà Giang. 7, từ từ để con nghĩ đến thầy. Còn 8 là let's go for a walk in the park. We can take the dog. Yeah. All right, 7. Can you phone me at home or tell me the plan? If I'm not there, can you phone me at home and tell me the plans? I'm not here. I'm not there. Con nghĩ là send me a letter. Không, để lại lời nhắn á. Cái này sẽ là nếu tôi không có đó thì để lại cho tôi một cái lời nhắn gì đấy ha. Là câu nào nhỉ? If I'm not there, leave a message. Leave a message, chính xác, đúng chưa? Thì ví dụ mốt mình nói với bạn hoặc là ai đó cũng vậy, mình gọi là tinh tế trong cái chuyện nói chuyện thì phòng khi người khác không có cỡ đó, mình sẽ nhắn lại là if I'm not there, leave a message hoặc là call me later gì đó, nhắn những người ta trước, đúng chưa? Rồi, okay, the last exercise này xong mình làm nghỉ ha. Rồi, đây là bài cuối rồi. My brother. Rồi, Phu Mai, 1 and 2. My brother is studying math at London University. At London University, okay. 2. Where is he train from? New Zealand. Where is Jen from? New Zealand. Yes, good. 3 and 4. Bảo Vy is absent, right? She's out. Kim Ngân, 3 and 4. Yes. I usually have toast and coffee for breakfast. Where's mother? She's at home. She's at home. Okay. 5 and 6. Yeah. I always get up at 6 o'clock. What time do you usually go to bed? At 6 o'clock to bed. Okay, good. Bích Ngọc. 7 and 8. There are a lot of churches in London. I love listening. I love listening to music. Yes. Good. Thank you. And Hà Giang? Yes. 9 and 10. First day is on January. No. My birthday is tháng năm dùm chứ gì nhỉ? On hoặc in. No, có ngày mình mới dùng on nha. Thời gian nha. Dạ. Rồi, vậy thì January không, tháng không mình dùng là? Được không thầy? Không, mình dùng in. Được chưa? Vâng. My birthday is in January. Được chưa? Hoặc là my birthday is on the 1st of January. Được chưa? Nếu có cái ngày thì mình sẽ dùng là on. Còn không có cái ngày thì dùng là in. Ok. Rồi, 10. Fred lives at a small flat. Lives at
small flat. Okay, at. Hồi nãy mình đổ hai chữ at rồi đúng không? À, ba chữ at. Okay, rồi. 11, 12. Hoài An. Do you go to school by bus? My mom. My mom goes to work on Saturday. My mom goes to work on Saturday. Okay, that's good. Rồi, có số 10 hồi nãy mình dùng chữ gì nhỉ? Chữ at. In, hình chữ in cũng dư đúng không? At, she's at home. At. Ok, vậy thì chỗ số 10 sử dụng là in nhé. Hà Giang nhé. Hello Hà Giang. Dạ. Rồi, số 10 mình dùng chữ in sẽ ổn hơn nhé. Dạ. Fred lives in a small flat. Flat ở đây là gì nhỉ? Dạ, căn hộ. Căn hộ, cái nhà nhỏ hả? Rồi, ok. Cho hai chữ cùng nghĩa với chữ flat là chữ gì ta? Apartment cũng được đó thầy. Apartment, very good. Thank you. Rồi, vậy là mình almost done rồi ha. Rồi. Bây giờ, như thường lệ, các bạn có workbook ở nhà đúng không? Là phần workbook thì chỉ với phần làm bài nha. Workbook Unit 6. Thì mình hoàn thành như cũ thôi. Đấy, như một lần ha. In town. Đây là cái phần mình sẽ làm mà sửa phần sau. Phần sau được chưa? Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Cũng khá là nhanh thôi. Các bạn dành ra cho thầy khoảng 10 phút để mình làm đó nha. Hôm sau để mà thầy sửa nhanh, được chưa? Gặp cái câu thì hỏi liền. Các bạn sẽ trả lời nhanh. Mình có 10 đến 15 phút để sửa cho phần bài tập về nhà nha. Được chưa? Rồi. Do you have any question for today's lesson? Bạn nào vừa nhắn tin gì đây nhỉ? Rồi. Do you have any question for today's lesson? Rồi, các bạn nào có câu hỏi tự động bật mic lên và hỏi cho thầy, được chưa? Hoặc có ý kiến gì đó. Thầy thấy chúng hôm nay là các bạn khá là ổn. Ở cái khoảng là âm thanh này chưa, và cái nói khá là tốt. Và khi mà thầy hỏi các bạn cũng phản hồi ngay lập tức. Khá là tốt ở phần đó nha. Rồi, hôm sau cố gắng lại học đầy đủ hơn. Thầy sẽ nói trung tâm và liên hệ các bạn vắng nhé. Để mình tập trung học đầy đủ hơn. Rồi hôm sau, thầy nhắc nè. Làm bài tập đầy đủ. Được chưa? Và đến mình chỉ sửa bài thôi. Chuẩn bị một cuốn tập. Hoặc là một tờ ghi chú gì đó mình viết những từ mới. Được chưa? Và microphone phải đầy đủ và một quyển sách ở trước mặt chờ theo dõi. Nhiều khi thầy show màn hình trên đây các bạn không thấy rõ được hết bởi vì đường truyền nó kém, hoặc là vì lý do các bạn xem màn hình điện thoại đó nó nhỏ, được chưa? Nên mình sẽ chủ động là lấy một quyển sách ha. Rồi, that's very good. A question. That's good today. Done. Hello class, any question? Turn on your mic and ask me. Let me know if you have any question. Mình có câu hỏi nào không nhỉ?